Sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái blend. Bạn để blend bao nhiêu lưới cũng được. Ở đây mình sẽ để 2 hoặc 3 lưới. Đó. Cần vượt cái blend này sang edit poly. Mình sẽ đến phím Onyx để nó trong đối tượng để nó dễ nhìn. Sau đó mình chỉnh. Các bạn kéo làm sao cho nó hợp lý. Co kéo bằng lệnh scale mu. Bạn cứ miễn là chúng ta dùng cái lệnh nào chúng ta thấy nó hợp lý thì chúng ta làm. Nó dùng lệnh scale nhé. Rồi chúng ta sang cấp độ số 2. Xuống nút mu nhé. Và giữ shift copy. Lại sang scale. Đây là cách copy đối tượng. Bạn dừng lại các điểm dừng, nên dừng ở các cái vị trí này. Có thể mình sẽ lấy thằng này, cứ đưa ra ngoài này cũng được. Mình sẽ cắt lưới từ đây. Tiếp theo nha, mình cũng giữ cấp độ số 2. Xoay nó đi. Một tách. Tương đối thôi, cái độ số 2 này. Độ số 2 tiếp. Cái lưới này bạn cứ phải dăng theo đúng cái hình của nó ấy. Tương đối một chút cái độ số 2. Ở đây mình sẽ làm một chi tiết này thôi. Ở chỗ này ấy, thì mình sẽ dùng lại thằng này thưa thì mình có thể mình thêm một lưới ở đây cũng được. Còn đây là chức năng connect. Đồng ý. Ở đây chúng ta có thể dùng lệnh cắt hoặc là lệnh connect cũng được. Ring nhá. Trừ cái thằng bên trên này đi. Trừ thằng bên dưới này là mình connect. Đồng ý. Bạn dùng đánh cắt hay đánh gì cũng được. Hai thằng này bạn cho well. Ở đây well thông số hơi nhỏ. Có thể bạn cầm truy bắt điểm cũng được. Bỏ hết đi. Thật kiểu nó dính xuống dưới. Đây mình làm tiết kiệm lưới nữa. Các cái điểm này bạn kéo nó vào. Ở đây mình sẽ dùng lệnh cấp độ số 2 mình để làm tiếp tục lóp xem sao. À, trừ cái thằng này đi. Mình copy nhanh xem.
chọn một tích. Chỗ này chúng ta có thể dùng cái đồ số 2 insert thêm điểm nữa cũng được. Miễn sao chúng ta răng lưới kín cái đối tượng này. Hai cái điểm này chúng ta muốn thích chập vào nhau thì chúng ta có chức năng chụp điểm cũng được. Add nhé. Ở đây mục đích mình chỉ làm một đối tượng này thôi. Ở đây chúng ta sẽ có chức năng là cái độ số 2 này, cái chút lõm, mở phím S đi. Ctrl Z nhé. Ctrl Z. Chút nhất sang chức năng này. Chắc chắn là chúng cái điểm này bạn đưa nên đưa nó về đây. Quay hai thằng này lại. Đó. Chọn lại cái độ số 2 này. Nó vẫn được này. Còn đây chúng ta dùng chức năng ít chút nhé. Ôn quy đi này. Xoay đối tượng đi nhé. Chúng ta ít chút lõm. Ít chút. Ở đây là chúng ta dùng ít chút. Đây đang dương ít chút âm này. Đó. Miệng nó to hay miệng nhỏ cho các bạn đồng ý. Cái điểm này thì nó đang bị hở. Chúng ta dùng vertex chúng ta queo lại. Tạo cái cụm này chụp này. Queo. Bạn cần thì bạn queo cả điểm này vào cũng được. Đây là cái rãnh của nó nha. Tiếp theo là đến được cái chỗ này. Chúng ta cũng tạo thêm một đường connect ở đây nữa. Cắt cũng được. Có nhiều lệnh. Này cắt này. Cắt điểm này. Kết thúc lại. Dùng cái độ số 2 nhé. Kết thúc lệnh cắt này. Bấm vào cái độ số 2 này. Ở đây thì nó đang chọn hai cạnh này thì mình trừ thằng này đi. Đó, chúng ta dùng chức năng ít chút này ít chút lõm. Miệng nó rộng là tìm ra. Sâu một tí nữa cũng được. Đồng ý. Ở chỗ điểm này thì chúng ta nó bị hở, chúng ta sẽ dùng cái độ số 1. Chập điểm 3 điểm này. Wow. Đồng ý. Cái điểm này không được thì chúng ta cần nó kéo gần gần đến đây rồi chúng ta wow sao cũng được. Đồng ý. Ở đây mình thử bằng một lệnh map smooth nhé. Bấm nút số 1 này. Map smooth to bộ smooth đều được. Modify chuột phải chọn map smooth. Đây chúng ta được đối tượng này đang bị lỗi, chúng ta chỉ cần wow lại nó là xong. Tắt mắt. Đối tượng này vừa nãy chưa được wow. Wow. Đồng ý. Cắt bấm tắt lệnh số 1 đi. Bật cái mắt này đi. Là chúng ta đã có được cái bảo F4 đi nhé. Là chúng ta đã có cái gần này. Gần sâu hẳn lông thì do các bạn. Làm sao để tạo được bề dày của cái ná. Tạo được bề dày của cái ná. Cái hẳn này sâu hẳn lông thì do chúng ta. Giờ mình tạo cái gần của cái ná như sao. Ở đây chúng ta chọn cái độ số border cái độ số 3 kích. Thì đây đối tượng nào dư thì mình đây mình đang làm có một nửa ở đây thì mình sẽ chọn sang cái độ số 2 này. Convert to không được mình giữ sang cái độ số 2 nhá, nó vẫn còn nguyên đấy cái 3 này. Mình trừ những đối tượng nào mà mình không cần làm. Đây mình đang nói là ví dụ mình làm có một nửa ở đây thôi. À, thì chúng ta bắt đầu chúng ta dùng cấp độ shift F3 hay là mình làm hết đi nhá, cái tôi Z. Này trừ mỗi thằng này ra thôi.
bè mình giữ ship copy, copy cho trục đây là trục y này. Giữ ship nhé. Đó, là nó có được bề sâu này. Thường thường mình hay dùng chức năng t z, mình sẽ scale đi một f scale ra nó to phình ra một chút. F3 này, g này. Thì đối tượng này vừa sâu và vừa phình ra một chút. Đó, xong rồi chúng ta lại tắt lệnh cấp độ số 2 mấy mút trở lại. Đây là chúng ta đã hoàn thành xong được cái lá có độ dày. Tương tự như thế chúng ta cứ giải lưới hết cho các đối tượng khác. Đó. Tại vì cho cái đối tượng này giờ chúng ta TZ đưa cái đối tượng này lên trên một tí. Đây. Đưa lên trên cái bột len. Nó có bề dày này. Cái bà này. Đường Z. Đó, đưa lên trên cái điểm đen này là lên trên này. Ba. Cứ như thế chúng ta sẽ làm thì nó sẽ ra nhá. Bỏ g đi. Làm tiếp đi nhá. Vừa nãy đánh ở chỗ này nó không có đâu nhưng mình làm cho các bạn thấy được độ dày nó. Ba này, cái 4 nhá. Thằng này thì mình sẽ xoay đi góc một góc là 45 90 độ. Mục đích là cho nó xoay ngang đấy. Và thằng này thì mình bỏ phím A đi, mình xoay nhẹ là như này. Mình lấy cái hướng nó trước. Sau đó mình giữ shift copy. Dạng instant nhá. Có nghĩa là mình khiển quả bên ngoài này, nó quả bên trong này nó cũng chạy. Ở đây thì có nhiều cách. Thì ở đây mình sẽ chọn là Modify, chọn Edit Poly. E. Này, Edit Poly này. Thì nó ra đối tượng nó có 5 cấp độ. Nhưng nó không mất lên lệnh cái sphere. Nó vẫn còn instant. À, quên. Cái đối tượng này được, nó còn giống nhau này. Tiếp theo nhé. Chúng ta còn có đối tượng số 1. Chúng ta xoay đối tượng này đi, chọn một điểm này. Ở đây hôm trước chúng ta có cái biểu đồ là chức năng Shop Selection này. Bật nó lên. Cái vùng lan tỏa, cái vùng ảnh hưởng. Mình có thể tăng lên một tí, giảm đi một tí. Đó. Và mình sẽ cầm. Ta để chức năng Local nhé. Local chính là hướng của đối tượng. Cầm nó kéo. Thằng này có thể mình giảm đi tí. Kết hợp 2-3 lần. Tiếp tục lại giảm nữa đi. Giảm vùng ảnh hưởng đấy. Giảm nhiều đi. Mà cầm chúng ta kẹo. Như thế này là quả, nó thành được quả đào tương đối rồi. Có thể có mình hơi dài hơn chút kệ. Sau đó mình sẽ tắt chức năng này đi. Mình cầm mình kéo cho nó vích. Chỗ này thừa đúng không? Mình thêm có thể sang nó cấp độ số 2 này. Các bạn có thể là cấp độ số 2 mình thêm đây, connect thêm một đường nữa. Connect thêm một đường. Đồng ý. Mình cầm cái điểm này này. Kéo chụp. Mục đích làm cho quả nó méo đi. Méo lên hoặc méo xuống cũng được. Thì trong này quả nó sẽ méo xuống. Đó. Các bạn làm khéo thì nó đẹp. Nôm na là như thế. Đó. Sau khi làm méo xong rồi thì chúng ta sẽ sang đến cấp độ tiếp theo, đó là làm cái núm. Cái núm thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh cắt. Cái núm nó chính là cái đài hoa này này. Đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng chức năng cắt để chúng ta cắt được cái hình. Cắt đây. Ở đây mình làm tương đối thôi nhé. Mình sẽ tính như nào. Cắt điểm đầu tiên ở đây này. Mình làm tương đối.
Đó. Đây là một cái đài, là ví dụ rồi nhé, kết thúc lệnh. Kết thúc lệnh cắt, chúng ta sang cấp độ số 4. Chọn đối tượng này. Nhớ khi chọn đây, chọn ở đây để tránh nó di chuyển. Đây mình sẽ làm một cái đài thôi. Đáng nhẽ cái thằng này nó kết thúc nó về vào đây thôi, chấp nhận như thế này mà. Đôi khi cái đài đóng có cái này méo, cái này phải không méo, ăn quy nhé. Ăn quy ở đây thì chúng ta dùng chức năng là chút nồi. Chút nồi nhé. Có thể chúng ta cho nó co vào hoặc là nó vào, mà nồi ra thì do chúng ta. Không cần chức năng ít chút đâu, chúng ta dùng chức năng bị veo cũng được. Tắt lệnh này đi nhé. Đây là lệnh reveal method profile. Vừa đẩy khối lên mà vừa cho chân nó cóp vào. Phình ra. Mình sẽ chọn chức năng cóp vào nhẹ nhẹ thôi nhé. Đi kỹ là nó méo đây rồi thì chúng ta cho nhẹ nhẹ. Đánh nhẹ đối tượng này mình ấy thì nó cho thật tốt. Đồng ý. Như thế này cũng được. Và chúng ta sẽ sử dụng chức năng là cấp độ số 2. Bạn nào kỹ thì chúng ta sẽ sử dụng lại, chúng ta tận dụng lại đường line này, chúng ta lấy chút lõm để làm cái gần gần của nó cho nó sâu hơn. Mình làm cái rãnh này cho nó sâu hơn. Đây là làm rãnh của cái gần này cho nó sâu hơn. Thì chúng ta sử dụng an quy lại làm cái rãnh. À vừa nãy sai rồi. Nguyên nhân nó bị méo hay là do cả thằng này nữa. Mình bị quét nó vào mặt dưới. Chọn cái độ Z nhé. Để nguyên cái độ 2 trừ phím ON ở đây đi. Vừa nãy mình do mình kích nó nhầm, nó nhảy cả mặt dưới này. Cần Z lại đi nhé. Rồi. Cái độ số 4. Trừ cái thằng này đi. Bỏ qua chức năng chỉ có độ Icon Make Face này. Bỏ qua chế độ mặt sau ấy. Cứ đi phím ON này. Lại chút lại nhé. Dùng chức năng ít chút thôi, không dùng chức năng reveal này. Đẩy khối lên thôi, đồng ý. Sang cái độ số 2 này. Thì cái đường line của mình vẫn còn chọn nguyên đấy. Chúng ta dùng chức năng là cái chút lõm. Chút ở đây trong trường hợp này là F3 nhé. Cái chút âm này. Cái miệng nó rộng là chút. Có thể những cái thằng này nó vướng nên chúng ta sẽ cho miệng nó nhỏ thôi. Tại vì những cái thằng này nó không có điểm thì đáng nhẽ mình collect để nó có điểm thì nó bị ấy ra. Mình thử xem nhé. Đồng ý. Thử lệnh một lệnh memut xem sao. Memut. Được nhá, cũng không đến nỗi đâu. F4 đây này. Vẫn không sao nhá, đáng nhẽ nó có đường kết nối đây thì nó không có việc gì. Đó. Tắt lệnh xin memut đi. F4 nổi lên. Mình có thể mình cắt. Cắt cạnh nhé. Kỹ tính thì chúng ta sẽ cắt từ đây sang đây này. Các bạn. Thì nó sẽ không bị nổi nữa. Đó. Rồi, các bạn tiếp. Sau khi được cái này rồi thì chúng ta bắt đầu đến lượt làm cái đài. Làm cái đài thì hôm trước mình đã chỉ các bạn rồi. Chúng ta chọn các độ số 1 nhé. Chọn một điểm này. Chúng ta bấm delete. Chọn sang các độ số 3 này. Chúng ta sẽ cap nó lại. Cap đây. Cap vào hàn mặt. Sang cấp độ số 4. Chúng ta có chức năng insert. Mục đích của insert là đưa cho cái mặt phẳng này nó nhỏ lại. Nhá, cho nó nhỏ lại. Có thể chúng ta insert một lần, hai lần thì nó cũng được. Nhá. Đồng ý. Chúng ta sẽ cắt này thêm một đường để tránh cho nó bị lỗi.
cắt rồi chúng ta chọn các độ polygon này, độ số 4 này. Kích thêm Ctrl 2 thằng này, chúng ta cũng chuột phải rồi chúng ta đi sửa tiếp. Group không được, thằng này nó không cho chúng ta sửa được lại và tách điểm này kéo nổi ra mới được. Hai lần này chặt lại wow nhé, và lại sang cấp độ số 1 thì sửa tiếp lần nữa ngon rồi đấy. Đây giả dụ mình cho cái lún đo như này cũng được, còn bạn nào thích cho cái lún to bằng này luôn cũng được, không quan trọng. Cho nó rét đi nha, cho lún to luôn đi khỏi. Đây mình để đây Polygon. Vẫn còn đánh insert à? Z nhé. Thay thế mình sẽ tác động nó thêm một cái lệnh nữa. Edit Poly tiếp lần này để nó không còn vướng cái lệnh cũ nữa nhé. Sang các độ Polygon ở trong này. Nào, thì trước khi vẽ Polygon thì chúng ta lại cũng vẽ một đường line để cho đối tượng nó chạy theo. Thoát công đặt cũng độ Polygon nữa. Vẽ một đường line cho nó đối tượng nó chạy theo. Cả cái núm nó chạy từ đây, chạy đi ra đây, vòng đây xuống đây. Đó, kết thúc lại. Mình thấy cái line như này nó cũng khá ổn rồi. Cho nó chạy luôn. Modify Polygon này. Và chức năng sử dụng đường line dẫn theo trước, pick. Đó. Ở đây chúng ta sẽ giúp dùng chức năng là phóng to thu nhỏ rồi thêm lưới F4 này, tăng số lượng lưới thì nó mềm nữa này, mà dùng chức năng phóng to thu nhỏ. Đó. Có thể đường line này chưa được mềm lắm, chúng ta vào lại cấp độ tắt đi nhá, đường line này chưa được mềm lắm. TZ này, cái đường line chỗ này mình chọn lại các độ số 1 đấy, chuột phải để chức năng là smooth đi nhá, cho nó mềm. Chọn lại các độ polygon này, cũng chọn lại chức năng là cái chút và sử dụng cái đường dẫn cho trước. Nào, có vẻ ổn. Kết thúc lại nha. Ấn hai tất cả này. Và trong này thì tương tự như thế, mình đã được cái luống ở đây rồi đấy. Đó. Còn tiếp theo nó còn một cái chức năng nữa là làm cái rãnh. Làm cái rãnh ấy. Cái rãnh này này. Làm cái rãnh này thì cũng dễ lắm. Chúng ta cũng chọn lại quả nào và chúng ta sẽ chọn cấp độ số 2. Mình có thể mình tính toán mình lấy cái rãnh ở đây chẳng hạn. Mình ring, mình lock. Lock. Có thể mình ăn quy thằng này đây nhá. Bỏ g đi. Có thể mình sẽ tính lấy một vài cái cạnh này mình lock. Lock thì lập tức nó sẽ được. Ở đây chắc mình thêm một đối tượng này nữa. Nó
Ở đây thì nó chạy cả xuống cuống thì chúng ta trừ cái phần cuống cho chạy đến cái đài này. Anh em chọn thằng này thì cái nào đúng này. Thằng này là 2 này. Thằng này là 3, thằng này là 4. Chắc chơi 4 led như này thôi. An thằng này đi. Lốp nhá. Sau đó chúng ta sẽ trừ trừ với thằng thằng cuống này đi. Cái rãnh nó sẽ không xuống lên cuống. Hết rồi đấy. Thằng này có thể nó lỗi đi. Cái 3 này. Cái thằng nào nghi nghi nó lỗi thì mình trừ hết nó lại. Thằng này nó sẽ lỗi, nó vướng vào cái thằng rãnh. Và chúng ta cũng dùng chức năng ít chút lõm. Chuột phải, ít chút lõm. Chút âm. Miệng nó mở to mở nhỏ cho các bạn. Đồng ý. Ở đây thì mình sẽ xóa một cái lệnh xếp máy bút ở trên này, dưới này đi, mình kéo nó lên trên mới có được. Copy. Nên này pass rồi này. Được ạ. Tắt lệnh xếp máy bút, delete lệnh máy bút này. Máy bút đưa lên trên cùng được. Đây là mình đã có cái rãnh này. Z này. F4 này. Đó, có đào đấy. Chỗ này vừa nãy nó bị sai ở cấp độ kia rồi. Z. Lúc trước cái cấp độ cạnh mình để ấy, nó đào nó thành cái mũi khí ấy. Thực ra cũng có cái hay. F4 này. Đó nha, đấy là quả đào. Và các cái khía của quả đào. Tiếp theo mình sẽ vẽ cho bạn một cái lá thôi. Từ những cái lá đó chúng ta sẽ giữ các cái lá khác không giống hệt. Mình sẽ chọn lấy một cái lá FZ. Mình sẽ vẽ một cái lá thôi nha. Cái lá thì chúng ta cũng có thể vẽ bằng một cái blend, hoặc vẽ từ một đường line lên cũng được. Mình sẽ vẽ hao hao bất tuyệt thôi nha. Vẽ ra ngoài này. Từ vừa đây đi poly. F3, F4. Rồi. Cái lá thì mình sẽ cấp độ số 1 đúng không? Mình sẽ keo cho cái thằng này để chữ nó view. View là tổng thể. Keo cái lá này. Lá là trên nó nhỏ đúng không? Chúng ta cấp độ số 2. Connect cho nó phình này. Đồng ý. Rồi chúng ta sẽ keo vào này. Rồi chúng ta sẽ dùng chức năng cho phơ cũng được. Tăng maximum như thế này đi. Và số lưới lưới tăng lên. Rồi như thế này nhá, đồng ý. Ở đây sẽ có một cái khía của lá thì phải có cái cạnh nó sâu xuống. Nên mình gọi là cái gân lá. Mình làm một cái gân thôi. Collect. Đồng ý. Ở đây bạn muốn cái lá nó võng xuống thì chúng ta sử dụng chức năng move kéo nó xuống. Đó. Đây là lá nó mở võng xuống đúng không? Bạn thích nữa thì lá nó võng hơn nữa thì chúng ta chọn chức năng hai cái điểm dưới này. Kéo tiếp một xuống lần nữa. Kéo nhiều xuống cũng được. Lá nó võng xuống. Bạn thích biến đổi nhiều thì chọn nhiều biến đổi. Thường thường cái điểm này thì nó sẽ kéo lên. Cần cái điểm dưới này bạn sẽ kéo hai điểm này một tí nữa. Đó. Cái này nếu bạn dùng sự này lệnh map mút thì nó cũng ra được một cái lá này. Ở đây mình chưa có độ bề dày đúng không? Trước khi vẽ bút thì mình lại vào các độ số border này, cái chỗ A này.
mình thích chích nó dày lên hay dày xuống thì tùy các bạn. Cho dày xuống nhá. Đây đã được bị dày. Cắt lệnh vào đơn là cái lá này có bị dày. Các bạn muốn dày thực sự thì chúng ta dùng chức năng dày hai mặt, thực sự thì chúng ta dùng chức năng sell. Tắt men mút đi. Thêm một lệnh sell SH sell làm dày. Và men mút này nó là một cái lá thực sự. Z nó làm cái lá thực sự, lá cong đàng hoàng. Tiếp theo trên trên lá thì có gần lá đúng không, có ganh thì chúng ta sẽ tắt hai cái lệnh này đi. Thì bạn muốn ganh kiểu gì, ganh kiểu nào chúng ta dùng chức năng cắt. Cắt ở điểm nào cũng được, vertex hay gì đó cũng được, cắt. Ở trong cái bài này thì cái lá nó khác, cái lá nó theo kiểu khác, nhưng mà mình cứ nói nôm na các cái loại lá thì đều có các cái dạng như nhau, áp dụng cho tất cả các loại lá nhé. Bạn muốn có cái ganh từ đâu thì nó cắt từ đấy. Đẹp thì chúng ta làm zig zag đi nó sẽ đẹp. À, giả dụ như thế. Thì ở đây thì gần lá thì chúng ta lại chọn sang cái độ cạnh thôi. Ở đây thì nó đang chọn hết toàn bộ cái cạnh này nên chúng ta phải trừ F3 nhé. Trừ hết các cái đối tượng ở đây ra này. Đây nó có cái đối tượng vừa nãy mình chọn các độ border quên mình chưa thoát là nó sẽ nhớ. Nhưng buộc phải trừ các cái cạnh này này. Và chúng ta lại cần trôn để cộng thêm những cái điểm mà chúng ta cần này. Cần Z. Nhớ sang chức năng này không bị. Đó. F3 nhé. Ở đây chúng ta có chức năng đấy chút lõm. Cái nó. Không có gì phải sợ. Biết nó nhỏ thôi. Ở đây mình xóa lệnh sell đi nhé, đồng ý đi. Tạm thời mình xóa cái lệnh sell đi. Mét mút này. Đó. Những chỗ này nó bị sai là không sợ đâu. Hình như vừa nãy chúng ta ấy chút hơi nâng, cần nó rét lại. Mình ấy chút sâu hơn đi nữa. Chút lại nhé. Cái miệng này thì nhỏ thôi. Mà cái chiều sâu thì mình sẽ cho sâu rồi. Rồi nhá, đồng ý. Ở đây các vào các độ vertex này, chúng ta weld các cái điểm ngoài này. Các cái điểm ngoài này chúng ta phải weld hết nó lại. Thì nó sẽ không bị zoom. Cái điểm này chúng ta quay hết cái cạnh. Hết chưa? Điểm này chúng ta phải quay lại. Đó. Nó quay lại cái thông số nhỏ nhỏ thôi. Quay tiếp và quay lại tăng thông số đi nhé. Hai đối tượng này chúng ta phải chấp bắt điểm lại, kéo nó về việc sau này nó bị xé bị lỗi.
Rồi. Rồi chúng ta mép mút này. Đối tượng này vừa nãy mình cắt này nhé, mình cắt ra ngoài này. Ở đây trong mép mút này chúng ta có thể vào chức năng vật tích này, cầm cái điểm này này. Cầm một trong hai điểm này nhưng mà kéo ngược lại. Cầm một trong hai điểm này mình kéo ngược lại. Chỗ nào bị rún thì chúng ta hết. Điểm nào bị gặp chỗ này nó đang bị sai. Thằng này đáng nhẽ vừa nãy là cắt phải ra hẳn ngoài này cơ. Tương thế là chúng ta đã có một cái lá này. Thoát các bạn mép mút này. Cái bốn này. Đây là cũng là một dạng lá. Tương tự như các cái lá khác thì chúng ta cũng làm như thế.